Chiều ngày hôm qua tại hồ bơi Phù Đổng, thành phố Đà Lạt đã diễn ra buổi giao lưu giải bơi lần thứ hai. Đây là giải bơi được tổ chức trước thềm của giải bơi thành phố Đà Lạt sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 5 năm 2024. Tham dự giải bơi lần thứ hai có gần 200 vận động viên là học sinh các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Lạt tham gia thi đấu ở hai nội dung bơi tự do và bơi ếch. Đặc biệt vận động viên ở lứa tuổi mầm non được hỗ trợ phao tham dự giải. Theo ban tổ chức, trong những năm qua, phong trào bơi lội trên địa bàn thành phố Đà Lạt có bước phát triển đáng kể. Số lượng người tham gia sinh hoạt tập luyện tại các câu lạc bộ, các trường học trên địa bàn ngày càng tăng. Số lượng chất lượng vận động viên tham gia các giải bơi do thành phố và tỉnh tổ chức năm sau cao hơn năm trước. Các vận động viên của thành phố Đà Lạt tham gia thi đấu luôn đạt thành tích cao. Thông qua giải đấu nhằm tạo sân chơi lành mạnh và sự chuyển biến sâu sắc về vai trò của thể dục thể thao nói chung và tập luyện môn bơi nói riêng đến với phụ huynh học sinh, phát huy vai trò của các trường học, của chính quyền cơ sở và các gia đình trong việc phát triển môn bơi và công tác phòng chống đuối nước trên địa bàn, kết nối tạo điều kiện để các em nhi đồng được trải nghiệm vui chơi, giao lưu, học hỏi với các bạn cùng trang lứa, tự tin hơn trong học tập cũng như các hoạt động thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Từ giải đấu này sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc có thành tích cao tham gia giải bơi do thành phố Đà Lạt tổ chức vào trung tuần tháng 5 năm 2024.